Thưa quý vị, hiện nay trong xã hội có rất nhiều người lo lắng và trải qua cơn khủng hoảng về căn bệnh thế kỷ HIV bởi vì họ chưa thực sự hiểu rõ về căn bệnh này. Chính vì vậy, đã có những điều đáng tiếc xảy ra. Cũng từng trải qua tâm lý lo sợ ấy, anh Bảo Kiếm, biệt danh là Tuấn Mẹt, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết tâm tìm hiểu về căn bệnh thế kỷ HIV. Để rồi từ đó, anh thành lập một diễn đàn tư vấn HIV trực tuyến. Đặc biệt, anh Tuấn còn có một tổng đài và chính anh là người duy nhất tư vấn cho hàng ngàn người trong suốt 8 năm qua. Đó là đoạn nhạc chuông êm ái quen thuộc của tổng đài Tuấn Mẹt, biệt danh của anh Bảo Kiếm, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nào, tổng đài miễn phí cũng nhận đều đều hơn 50 cuộc điện thoại, bất kể giờ giấc. Tuấn Mẹt, tổng đài viên duy nhất, ngồi ở một đầu dây cần mẫn lắng nghe. À, anh Tuấn ơi, không biết là vì sao anh lại chọn tư vấn miễn phí cho những người bị nhiễm HIV mà không phải là một đối tượng nào khác à? Cách đây cũng lâu, là năm 2005, tôi bị mắc một sự cố với có thể mình bị lây nhiễm về căn bệnh HIV. Thì lúc đó tôi thật sự là không biết kiến thức về HIV là gì đâu. Tôi nghĩ là bị HIV chỉ là chết, lúc đó tôi hoang mang lắm. Tôi không còn có phương hướng nữa. Thì tôi vô tình thì tôi lên một cái trang mạng, sau đó tôi có tham gia một cái trang web diễn đàn HIV. Tôi hỏi về cái sự lo lắng của tôi như vậy thì mọi người khuyên tôi đi xét nghiệm. Thì may mắn thì tôi âm tính HIV. Lúc đó tôi mới tham gia diễn đàn để tôi tư vấn và hướng dẫn cho những người đang lo lắng giống như tôi trước đây. Vậy thì anh Tuấn có thể chia sẻ cụ thể về cái công việc mà mình đang làm hiện nay được không ạ? Thật sự là thời điểm đó tôi đăng ký một nickname, đó là Tuấn Mercedes. Đầu tiên thì tôi chưa hiểu hỏi về kiến thức lắm, tôi chỉ là chia sẻ động viên. Tôi mới rút ra những cái kinh nghiệm. Hiện giờ tôi đang quản lý một diễn đàn HIV.vn. Mục đích của diễn đàn này là tư vấn hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng. Tất cả mọi người từ Nam chí Bắc, thậm chí những người ở nước ngoài có thể tham gia trang web này hoàn toàn miễn phí hết. Tôi hướng dẫn họ tiếp cận y tế, những phòng khám điều trị ngoại trú của OBC quốc gia và những người đang có nguy cơ, tôi hướng dẫn họ xét nghiệm như thế nào. Sau khi trải qua giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời, 8 năm qua, ngày nào anh Tuấn cũng lẳng lặng tìm đến một góc yên tĩnh của một quán cà phê nào đó để lắng nghe và chia sẻ với những người đang lo lắng về HIV. Qua diễn đàn tư vấn HIV online và qua điện thoại, anh hy vọng cách làm của mình sẽ giúp đỡ được nhiều người. Trong suốt thời gian làm công việc tư vấn như vậy thì chắc chắn anh cũng gặp rất là nhiều tình huống đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ một vài tình huống mà đến nay vẫn còn ấn tượng với anh không ạ? Tôi có nhớ một câu chuyện năm 2010, có một thành viên tham gia trang web của tôi. Thì thời điểm đó cái kỹ năng tham vấn không được sâu sát lắm, thì không giúp được bạn đó mà để bạn đó phải tự tử. Từ đó tôi rây rứt trong lòng lắm. Tôi nói bây giờ phải làm như cách nào, dù cho một thành viên hay là một người nào đó có một đấy lây nhiễm HIV, mình phải làm sao động viên họ chờ ngày xét nghiệm để cho họ có cái gọi là cái tinh thần chờ đợi, đừng để họ bế tắc. Khi con người ta bế tắc, người ta sẽ làm một cái chuyện người ta không có kiềm chủ được bản thân. Trong thời gian tới thì không biết là anh có dự định gì thêm để giúp đỡ cho những nạn nhân bị HIV nữa không ạ? Sắp tới nếu chương trình Ngôn Tại Chợ không còn nữa, Tuấn sẽ bàn bạc với anh em quản trị viên là sẽ lập ra một cái quỹ. Thì cái quỹ này Tuấn sẽ dành để hỗ trợ tiền thuốc những thành viên của diễn đàn mà đang có HIV. Thì Tuấn sẽ mong là những các công ty, những cơ sở vì những người HIV tại Việt Nam nói riêng tạo ra một cái quỹ tiếp để hỗ trợ cho họ. Nếu như không hỗ trợ cho họ, Tuấn bảo đảm HIV sẽ bùng phát tại Việt Nam lại. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.